Ở đây mình có một bộ thí nghiệm vật lý mạch điện cơ bản được sử dụng cho những em học sinh tiểu học, trung học cơ sở hoặc là làm một cái quà tặng khoa học nho nhỏ cho con trẻ của các bạn. Cái bộ sản phẩm này được xuất xứ từ Trung Quốc với chất liệu là nhựa ABS và nhiều vật liệu khác nhau. Một bộ sản phẩm như này thì sẽ bao gồm đó là 5 chiếc bóng điện, 2 chiếc giá pin, 2 chiếc đế đèn, 2 cục pin AA, 1 chiếc cầu dao và những cái dây như thế này. Với các bộ sản phẩm đầy đủ như này thì thầy cô cũng như là ba mẹ có thể giúp trẻ tìm hiểu được về những cái mạch điện song song, mạch điện nối tiếp và giúp trẻ có những kiến thức và cái nhìn trực quan về mạch điện cơ bản cũng như là hình dung được chiều của dòng điện. Nếu như trẻ nhỏ nhà các bạn mà có hứng thú với khoa học thì đây chính là một bộ sản phẩm mình cực kỳ recommend các bạn nên mua nha.